Với tỷ số 5-1, vận động viên Nguyễn Thị Bích Loan đơn vị Đồng Tháp giành huy chương vàng với nội dung 7 người, lứa tuổi bằng 22, huy chương bạc Hoàng Nguyễn Thị Thúy Hằng Thái Nguyên, huy chương đồng Tô Thị Hồng Vân Vân Đồn và Lưu Thị Mai Anh Lạng Sơn.